chào cả nhà. Sáng nay Thảo đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai á, là thấy một cái mâm bánh bánh dài kẹp cả. Thì cô bán rất là sớm luôn. Chắc tầm 5 giờ cô ra rồi hả cô? 5 giờ cô đi rồi. Ừ, bán sớm dữ. Bán đến trưa là xong thôi. Đúng ha, 10 giờ của bữa hết, 9 giờ hết rồi. Dạ, có mấy tiếng là hết rồi. Là cái này là bánh dày kẹp với chả. Đúng rồi, bánh dày giò kẹp với chả. Có hai loại chả đó cả nhà. Ở đây chả quế, chả lùa. Nhìn thấy là có hai loại chả này, là chả quế và chả lùa. Đúng rồi. Bánh dày thì trong cái để trên cái thao, với cái thao. Miếng lá chuối rất là đẹp. Có hai loại chả bằng giá luôn hay sao cô? Bằng giá luôn. Bằng giá hết là nhiêu một miếng vậy cô? Cô 10.000 một cặp. 10.000 một cặp vậy. Một cặp hay là 10.000. Cô bán rẻ hơn đơn tiệm mà, đơn tiệm có 15 thôi chừng nào. Cô, à, cô nói là cô bán rẻ hơn chỗ khác. Đúng rồi. Dạ. Giá bình dân mà có 10 ngàn à, góp chỗ nó bán 15 thôi chừng nào hết. Đây cô để trong một cái mâm đi. Cô bán cho người ta đi làm rồi. Đúng rồi, khách đi làm. Người ta đi ăn vậy đó. Cô đầu trên đường vậy thôi. Để coi nào và nhìn thấy là... Nguyễn Thị Minh Khai 5 năm đi, cô mua quá lâu đồng. Số 5, 5B, 5B. Đi qua khỏi cái đường... Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Trân Định chứ? Trân Định rồi gặp... Nguyễn Thị Minh Khai cái đoạn này là nó một chiều. Mình đi qua khỏi Trân Định cái là thấy chỗ cô bán rồi. Đây, cô bán ngay Cung Văn Hóa Lao Động này. Đây, cả nhà. Dạ. Ngay Cung Văn Hóa Lao Động luôn. Đó, đây, cái này. Nhà nếu mà thích ăn cái món này thì... ghé ở đây thì người ta làm sẵn luôn rồi, chả người ta cắt sẵn hết luôn rồi. Đúng rồi, cắt sẵn hết luôn rồi. Cô bán lâu rồi, hai mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Đúng rồi. Trời, cô bán ở chỗ này thôi hả? Đúng rồi. Dạ. Sáng cô bán ở đây, buổi chiều cô bán nhà quá thanh niên. Dạ. Rồi, sáng mâm chiều mâm hả cô? Đúng rồi, buổi sáng là bà khi chưa dịch cô bán buổi sáng 200 á. 200 bánh vậy đó đúng hả? Đúng rồi, buổi chiều là 60 hoặc 80. Dạ. Có chương trình là cô bán 300 mấy. Còn từ ngày dịch đến nay bây giờ thì bớt khoảng 130 thôi. Nếu mà về như vậy thì chúng ta cả bốn cả lời là ngày tới 3 triệu luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cái này cô lợi ít lắm chứ không có nhiều đâu, cô lấy vốn làm lời thôi. Dạ. Lấy công làm lời vậy thôi. Lấy công làm lời thôi chứ không có lời nhiều đâu. Dạ. Để khỏi đi thuê người ta, khỏi đi làm thuê cho người ta. Đúng rồi. Dạ. Cô không muốn làm thuê cho người ta, tại vì mình của mình làm, mình muốn nghỉ, mình muốn đi. Dạ. Cô cái món này con thấy ngoài miền Bắc thì rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà trong Nam thì con thấy ít người bán lắm. Đúng rồi, trong Nam ít người bán. Người đi bưng bánh nó chả nó dở lắm. Còn cô này cô làm thì bảo đảm luôn. Chả này cô làm luôn hả? Đúng rồi, chả này bánh này cô làm. Dạ. Bánh cô còn làm luôn. Đúng rồi. Thôi chị, bánh này mà làm thì hồi xưa là người ta quét bằng tay á. Bây giờ là quét bằng ngà tối. Không quét sớm ngà tối là cô ngâm nếp. Sớm vậy cô máy. Cô là bắt đầu là mở một cối là nó đánh. Dạ. Đánh sáu rồi đem ra biên, biên rồi mới hát. Giờ bên này không thu lắm. Ôi, giờ là cô làm luôn á hả? Tất cả mọi thứ cô làm luôn. Rồi mua lấy cối thì rửa rồi lao rồi hết rồi bánh cuộn bắt đầu mất. Chú nhà làm cô đi bán. Dạ, giờ để coi chút là Thảo mua cái phần này ăn thử đó thì cô nói là tất cả đây là cô làm hết chả. Bảo đảm luôn. Nếu mà con sao con đi mua chỗ khác là không bao giờ bằng bánh của cô đâu. Bảo đảm luôn. Dạ. Thì ăn thử nếu ngon giới thiệu cho cả nhà để ăn thử. Rồi. Chứ còn bánh người ta thì người ta sẽ lấy trong cái những cái lọ về đi bán cho nó đỡ mất công. Cô không có lái nào. Như là cô tự làm. Cô tự làm. Bán. Đúng rồi. Hơn 20 năm rồi. 24 năm rồi. 24 năm rồi. Qua đây xe. Cô cho con hỏi thăm cô tên gì cô? Cô tên Nguyễn Thị Tuyết. Cô Tuyết à? Cô là Nguyễn Thị Tuyết. Dạ, cô bán cái món bánh dày với chả lùa này là 24 năm rồi. Và một cái điều đặc biệt là cô nói là tất cả các cái nguyên liệu là cô đều làm hết, cô chuẩn bị hết. Dạ. Thì cô lấy cái tiền cái công cô bỏ ra cô bán cô kiếm lợi lại thôi chứ. Nếu mà mình đi lấy tiệm thì mình nó cờ mệt hơn. Nhưng mà nó lại có chất lượng nó không bằng mình tự làm. Chả này cô bán tới 200 ngàn một ký. 200 ngàn một ký. Đúng rồi. Dạ. Cái là chả lùa cô hả? Chả lùa chả quế vậy cũng ngon nha. Cô cho con quay cần tí được không? Tại giờ sớm chưa có xe đâu.
không có đến nỗi bùi lắm đâu đây. Chả lúa chả quế cô đều bán 200 ngàn. Những cái bánh dày thì cũng ngon lắm mà chưa ăn thử, chút là ăn thử rồi cảm nhận rồi mà. Nếu mà ngon quá thì giới thiệu để cho cả nhà biết cái địa chỉ này ngay cung văn hóa Lao Động quận 1. Mọi người cứ đi đường này thì mình khai nó qua khỏi chương trình cái là thấy à. Bên dưới là còn nguyên một thau gì nè cả nhà. Đó, bên dưới nguyên một thau này vậy đó. Cái này là chưa kẹp chặt chứ mà. Đúng rồi chưa. Dạ, bây giờ có nào cũng kẹp đó. Đúng rồi. Cái này là đúng là nhìn cô cắt rất là gòn này, chứ từng cái miếng lá chuối nó cắt rất là đẹp này. Đó, bên dưới là nguyên một thau nhiều lắm. Cô bỏ lên rồi cô kẹp chả vô. Cô ơi, cái này mình để nguyên ngày được không cô? Được. Dạ. Dạ miết tới tối. Còn nếu con để tới qua ngày mai là con lấy bánh riêng chả riêng. À, lấy bánh riêng chả riêng để cho ngày mai. Đúng rồi. Dạ. Yêu cầu trả gì thì mình đúng rồi, rồi con ha. Muốn trả nào là cô lấy trả nấy. Ừ, dạ. Trong hai là trả này là trả nào ngon cô? Trả nào cũng ngon ấy. Nhiều người nhưng mà nhiều người thích ăn chả quế hơn. Dạ. Thơm hơn. Chả quế là cái này là mình nướng lên đúng không cô? Đúng rồi, cái này cô nướng lên. À cô để. Đó là ống á. Dạ. Nướng lên. Chả quế thì nó lại có màu quay nướng. Dạ. Đó, con nói chả quế này thì nó ngon hơn chả lùa. Nhà cô lấy cho con 10 miếng chả quế, 10 miếng chả lùa đi. Rồi. Bỏ bánh riêng chả riêng cho con nha. À, dạ. Hay là kẹp chung. Kẹp chung đi được cô. Có hạt quan liền phải không? Dạ. Lúc mà ăn thử có được không? Cô ơi, cô bán cho con một cái trước đi. Những cái chả quế đi. Cô ăn thử. Ăn thử, cô nói ngon quá cho nên là phải ăn thử ngay cô tại chỗ luôn. Cô ăn hay ăn lạc đây? Dạ. Nếu cô ăn lạc là cô không có muối mà ăn mặn là cô có muối nha. Không, ăn lạc thôi cô, ăn lạc thôi để cảm nhận cái vị ngon của chả cũng như là của bánh. Chứ mình thêm cái gia vị vô thì nó bị ác đi. Cứ 10 ngàn một cặp vậy đó cô. Đúng ha. Rồi, 10 ngàn đây nè. Cái lá chuối đó mình để lại mai mình làm hả cô? Không, lá chuối là bỏ. Cô cắt cái khác cô làm, cô đâu cô làm lại. Cô bóp, cô nói ăn là phải bóp hả đúng cô? Đúng rồi, cái bóp cái bánh này. À, đây. Cô hướng dẫn cách ăn luôn nè. Ăn là phải bóp cho nó cái bánh nó tràn ra. Đéo cái chả à, để nó hòa quyện vô đó. Lần đầu tiên biết ăn luôn á. Nào con ăn thử đi. Dạ. Cô cứ lấy cho con thử 10 cái. Trời, nếp dẻo quá cô ơi. Nếp rất là dẻo luôn. Nếp bánh của cô là con yên tâm đi. Con đi mà nó không mua chỗ nào mà ngon hơn chỗ này. Vậy đó hả? Có chỗ nào ngon hơn chỗ này luôn? Đúng rồi, dạ. Có chỗ nào mình rẻ hơn chỗ này. Cô nói vừa ngon mà vừa rẻ nữa. Rất là ngon thiệt đúng không? Thì bây giờ con thấy bạn chút xí nữa khoảng 7.5 là người ta khách người ta mua liên tục vậy đó. Dạ, 7.5 là mua đông lắm. Đúng rồi. Mua là phải chất lên vậy đúng ha. Rồi. Cô dạ. Chất lên đâu là cô bán đó. Cô không có làm nhiều ra. Trời 10 cái mà nhiều vậy hả cô hả? Đúng rồi ba. Cái bánh dày cô rất là ngon á.
Ngon, đúng là mua 10 cái, mua 20 cái là xứng đáng luôn á. Mua về ăn. Con về con ăn bánh là con phải nhớ cô chứ không bao giờ con quay cô đâu. Dạ. Dạ để con giới thiệu cho cái tiệm này để cho nhiều khách muốn ăn bánh dày với kẹp chả thì biết thêm cái địa điểm này nữa. Rất là ngon. Cô thì cô bán, cô treo xe giùm con cái. Cô thì cô chỉ có bán hàng rong thôi cả nhà, nhưng mà đúng là ngon chứ. Không phải là giới thiệu gì đâu, tại vì ngon quá cho nên giới thiệu cho cả nhà đây. Cục chả thì cũng tương đối, cô cắt chả cũng dày đó chứ. Cái chả to chứ không có cái chả nhỏ đâu con. À, dạ. Cô bố trí còn đẹp nè, cô bố trí cục chả ở giữa, bánh xung quanh. Sáng mà ăn hai cục như vậy là no luôn. Buổi sáng lại ăn hai cái là no đúng rồi. Đổm bổ chứ không có làm bậy bạ. Dạ. À, cô nói là bán cho người ta ăn cũng giống mình ăn thôi, cô làm đúng rồi, họ cũng ăn cũng như mình thôi. Dạ. Nên cô đậy, cô bón cô đậy rất là cô đậy rất là cẩn thận, tại lúc này cô đang bỏ thêm cho nó đầy lên rồi cô cùng lấy bao ni lông đầy lại. Đúng rồi. Nấu sôi ra cho nó dẻo. Đúng rồi, là rồi. Không, cái này là cô chỉ máy bầu cho cô không có nấu sôi. Dạ. Nhưng mà tối là phải ngâm nếp máy. Máy rồi sáng ngày dạy máy rồi cái đầu bàn cho nó khô. Khô rồi mới quấy cho nó táo rồi mới hấp rồi để ra mới nguội rồi bắt đầu mới kẹp lá được. Dạ. Cô làm mình có thể chú phụ nữa. À, chú làm nạn quá đó, bây giờ mấy ngày nay ông bị cục sống nó bị xẹp một đốt. Dạ. Gai hai đốt. Cái rồi cô cũng nghỉ thời gian 3-4 ngày đó. Dạ. Rồi bây giờ cô phụ cô làm, mấy ngày nay cô cũng đau lưng quá. Làm này khó lâu lắm. Chứ con muốn có bánh là cũng phải trong một ngày mới có bánh được. Dạ. Chứ không phải nốt một sớm một chiều mà có bánh liền đâu. Mà ngày nào lá chuối này là ngày nào mình chuẩn bị đúng lá rồi ngày nào cô làm ngày nấy. Dạ, có thấy lá chuối nó tươi nó sao đúng rồi, lá chuối phải làm lá chuối sạch sẽ. Cô mua một ký lá chuối là 18 ngàn, một bữa mua 5 ký. À thôi Thảo nhắc lại cái địa chỉ cái nữa để cho cả nhà lưu ý là 55B cung văn hóa lao động, ngay cái số 55B ngay cung văn hóa lao động quận 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mọi người đi Nguyễn Thị Minh Khai, nó đoạn này là một chiều, nó có nhiều đoạn lắm, mà đoạn này một chiều thì đi qua khỏi cái đường Sương Đình cái là thấy cô bên tay phải luôn đó. Cô bán từ 5 giờ sáng, cô ra sớm lắm, 5 giờ sáng đến 10 giờ hoặc 9 giờ thôi, cũng tùy theo bữa khách đông hay khách vắng, nhưng mà nói chung là tầm 5 giờ tới 10 giờ là hết chả. Ở chiều thì cô bán bên nhà văn hóa thanh niên á, phường Phạm Ngọc Thạch. Miếng chả lụa cô còn đấy không, cái đó là chả quế, con ăn thử chả lụa đi. Dạ.
bỏ dây ni lông đúng không? Bỏ dây lạc. Dạ, rồi không biết rồi. Cái đó nửa ký bạn cô. Đúng rồi, cái này nửa ký. Nửa ký là 100 ngàn. Cô bán là 125 ngàn, nhưng mà ví dụ giá người ta mua sỉ là cô bán có 100 ngàn thôi. Dạ. Thấy chả, chả lùa còn ngon á. Chả lùa ngon, bảo đảm luôn. 100 tiêu ngon hết sỉ luôn. Con ăn mùi thịt vô là mùi tiêu cô lợi cho cô. Chúc cô bán đắt hàng nhé. Rồi, dạ. Cảm ơn con. Dạ.